Hello hello, chào mừng anh trở lại với kênh review của Soul Smile. Em là Tiến. Hôm nay chúng ta cùng nhau xem một phiên bản Ace Locker vẫn là một chiếc To Belong. Là trước em Tiến có thanh lý một chiếc To Belong cho anh khách ha. Hôm nay sẽ là một chiếc Grand New mới 100%. Sản phẩm tất nhiên người ta sẽ có đầy đủ, mới thì sẽ có đầy đủ hết cho anh em nha. Cái hộp gỗ rất là to thế này. Đây, giấy tờ bên trong ha, 9001F2 cho anh em. Và một túi giấy nữa. Đây, túi giấy nữa, to chạng luôn, màu xanh. Xanh này rất là hiện đại. Một cái hộp giấy ở ngoài nữa anh em, mà thôi vậy thôi, đã khá là cũng rất là nhiều rồi. Giấy thẻ nhựa đầy đủ hết cho anh em, nhưng mà quan trọng nhất cũng là chiếc đồng hồ. Là tôi sẽ không có giống như mấy con đầu tiên, là sẽ không có làm kỹ một cái phần khui siêu nữa nha. Ta sẽ tập trung vào chiếc đồng hồ thôi. Rồi chiếc này thì sẽ có mã em mới đọc nãy đó, 9001F2. Phiên bản sẽ có màu rose gold, viền đá thì sẽ là đá chữ nhật nha, đá baguette cho anh em. Và cũng em có soi qua thì đá cũng trong đều màu, tuy nhiên là nó sẽ không có phải như cái đá tròn em mới thấy, thì bát cạnh nhiều hơn thì sẽ bắt sáng nhiều hơn ha. Còn chiếc này thì tạm chấp nhận được đó, thi thoảng nó sẽ có đá lửa lên ít thôi, chỉ là nó đều màu và bố trí đẹp. Soi kỹ cho anh em rồi, bố trí đẹp ổn ha, nhưng mà phần vỏ nó có một chút xíu vấn đề. À, em sẽ chia sẻ ở phần gần cuối video cho anh em về xíu vấn đề rồi đó. Còn về kích thước, phiên bản này thì sẽ có size mặt 40, độ dày 10.8, lớp tủ lớp sẽ là 46.5. Và em cũng đã đi đo cho anh em vào video trước ha. Anh em là cần xem về độ chính xác của cái máy này thì em cũng đã đi đo rồi. Bởi em rất là quan tâm đến cái dòng To Belong, mà giá này thì nó quá rẻ anh em, quá rẻ, khoảng 1.000 đô là mức giá quá rẻ cho một chiếc To Belong. Nên tất nhiên ta phải đắn đo và cũng phải đi, khi em đắn đo thì em cũng phải đi đo rồi, và cũng đã thanh lý cho anh đó là bỏ anh khách ở Bình Dương. Thì rất mong là nếu anh có coi video này thì em Tiến cũng xin nhắc lại một lần nữa là có trục trặc gì nhắn em, dù là giá thanh lý nhưng mà anh em mình vẫn sẽ hỗ trợ tối đa cho anh em về, và cũng có thêm thông tin về chiếc đồng hồ nó như thế nào sau khoảng 1 đến 2 năm sử dụng nha. Và cũng vậy luôn, các anh em nào xem video này mà đang dùng một chiếc Ace Locker To Belong hoặc những dòng tương tự với giá lên quanh khoảng 1.000, thì có một số hãng họ cũng làm To Belong với giá hơn một xíu, 1.000, 1.200, thì cũng bình luận ở dưới video ha, sau khi dùng một năm thì tình trạng máy như thế nào thì cũng bình luận ở dưới để em Tiến có thể thống kê, để sau này chúng ta sẽ có những cái video review nó kỹ hơn nữa cho mọi người nha. Coi thử chiếc này, em thấy màu sắc mọi thứ đều rất ổn, bởi vì do cái niền đá ngoài quá sáng, em đang cọc số bên trong em thấy sẽ có vài góc nó sẽ tối nha. Nhưng mà cọc số như thế này cũng thuộc dạng cọc số lớn rồi, hỗ trợ anh em xem giờ nhiều, bởi vì chiếc này gần như là lộ toàn phần rồi mà. Phần cọc số, tất cả cọc số đều sẽ được vác góc hết. Nhỏ nhỏ mà đương được vác góc ha. 12 giờ ta sẽ có cái logo chữ của hãng, còn lại thì cái viền ngoài sẽ có ngấn, anh em ngấn không? Ngấn để chia phút cho anh em dễ dàng xem giờ ha. Khi phút kim giờ cũng sẽ dạng thân lớn, và nó anh thấy một phần sáng lên thì phần này sẽ bóng. Phần ở đây cũng sẽ bóng luôn ha. Còn ở phần giữa thì đó, cái phần sáng giữa này sẽ là cái phần ánh xước. Để cấp độ nào này cũng sẽ thấy được cái giờ nó dễ dàng tối ưu việc xem giờ. Rồi 6 giờ tất nhiên là chiếc To Belong quay siêu đẹp rồi, To Belong luôn là trong những sản phẩm siêu phức tạp rồi. Và đối với những chiếc cơ chế hoạt động phức tạp như thế này thì anh em mình xài nhẹ nhàng thôi nha. Nhẹ nhàng thôi nha. Tất cả các cầu bên trong thì phiên bản này thì sẽ là sơn mạ tĩnh điện màu BVD đen cho anh em nha. Tại sẽ có những cái bản mạ màu xanh dương nữa, thì hy vọng em Tiến sẽ có dịp lên tay cho anh em. Họ mạ lên trên, đánh xước phần trên hết nha. Khung thì chạm rỗng nhiều nhất có thể. Và được phân bên hông nè, là cái phần sáng lên là cái phần xử lý bóng. Tao tay em che nè, đó cái phần họ sẽ kẻ viền và xử lý bóng bên hông. Còn đây là hai cái ổ để anh em nạp code thôi. Anh em lên code thì nó sẽ nhảy, cái này nó nhảy tạch 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 luôn nè. Nó sẽ chui qua nữa. À, nó qua lúc đầu rồi, bây giờ nó ổn định luôn rồi. Đó, thì nó sẽ xả, nó sẽ nạp qua bên đây. Khi nào xả thì xả về ổ bên đây lại. Cái nữa coi nó có nhảy không. Rồi, không có ha. Rồi, mấy cái đầu tiên em dặn thì nó sẽ nhảy cái bánh xe lớn ngoài luôn. Nó nhảy nấc, 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 nấc. Còn bây giờ nó không nhảy nữa. Thì cái cơ chế nó sẽ sao em sẽ chia sẻ thêm với anh em ha. Phiên bản này thì ta sẽ có kính sapphire cho anh em và kính cong. Mình thấy hai cái bóng đèn nó dài vô luôn nè, mà không có phụ chống lóa nha. Cái này không phụ chống lóa, kính cong cho anh em. Sao phải cong nhẹ lên. Viền thì sẽ viền đá và bên hông là sẽ được xử lý với bóng cho viền, xước phần vỏ ngoài nha. Tay đồng hồ sẽ đánh sẽ có góc cong xuống. Và cái form tay á, thì em sẽ lưu ý lại cho anh em cái form tay, cái dây này hơi khó lên tay một xíu nha.
phong tay để lên chiếc mà có lớp 46.5, thì anh em nó có tay khoảng tầm 16 nha. Đó, với chiếc này anh em thấy rõ ràng là nó sắp nhảy ra ngoài rồi. Rồi lúc chỉnh giờ tất nhiên sẽ có logo của hãng hình cái cọ bốn lá rồi. Đây vấn đề nằm ở chiếu chỗ này thôi về cái độ hoàn thiện ha. Bởi vì chiếc này nếu mà cái giá retail đề nghị của hãng thì họ bán lên quanh 50. 50 là một con số lớn nha. Người ta sẽ có một cái xử lý góc này nha, góc này góc khuất rồi đó, nó sẽ có cái ngấn nhỏ nhỏ ở đây và cái màu mạ trên đây cũng không có đều nha anh em. Tại sao cái điểm trừ của sản phẩm này anh tiến review chắc chắn sẽ công tâm. Rồi còn ngoài tay vẫn sẽ có nắp sau cũng là kính sapphire lưu trên luôn và sẽ có cái đánh xước ở góc này và cái phần chữ thì sẽ đi bóng trong này sẽ dòng Bosch đây Turbulent cho anh em ha. Trong nước sẽ là 53 nắp vít vặn Ace Locker và ở cầu sau thì tất cả các cầu cũng vậy cũng sẽ được là mạ đen hết luôn. Cái bánh xe thì vẫn màu bạc truyền thống và tôi sẽ có thông số ở đây là 80 giờ tích cốt mà chiếc này đo thông số thì nó chạy tới 28.800 số động anh em, quá khủng ha. Cho lần thấy cái bánh xe chạy cũng thấy mê rồi. Chân ruby tất nhiên là chân ruby sao lúc nào anh em cũng lớn hết đó, lúc nào cũng to bự hết nên em nhìn cho đã con mắt luôn. Mà 25 chân kính cho anh em chơi nha. Rồi, và dây ta sẽ có tất nhiên là dây zin của hãng Ace Locker và dây này nó cài giống như cạc chê vậy đó, anh sẽ móc ngược lại nha y chang vậy luôn để em xài và nó để coi mở được không đã, nhớ cho mở không đây. Rồi hơi hơi dính xìu một xíu đó, anh sẽ móc ngược đây, móc ở đây y chang vậy thì bên đây cũng móc y chang vậy luôn đó, móc ngược ở đây cái phần đuôi mỏng nè móc vô, anh em canh cho nó nằm làm sao cho cái khóa này lọt lòng ở giữa tay mình là ok. Cái này ướm lên vậy nó lọt vô giữa tay mình là phần khóa này xài ổn đó, như cái này là rất ổn rồi nè. À không, qua chút xíu nữa, qua chút xíu nữa thì nó lọt lòng ở giữa thì anh em mang nó sẽ dễ chịu hơn nha. Cái phần này chỉnh chút xíu là xong thôi, nhưng mà chỉnh rất là chi tiết luôn á, tại vì nó không đâu có lỗi như cái kia đâu. Chỉnh chỉnh chút được hết nha, nguyên siêu cho anh em đó, khóa. Rồi phiên bản thế này thì anh em thấy là một vài đơn vị họ đang để bán lẻ thì khoảng tầm 50, quanh 50 ha, quá khủng khiếp. Mà em sale có nửa vậy ha, nên sale còn lại là 25 triệu 500 và em mua xe bảo hành mãi cho mình là 2 năm nha, dòng Tourbillon thế này. Và em sẽ tiến nhắc lại quan trọng nhất vẫn là khi anh em sử dụng những chiếc đồng hồ có cơ chế hoạt động Tourbillon thì mình nên xài thật là nhẹ nhàng nha. Thật là nhẹ nhàng nha, cái này là mấy anh thợ dặn kỹ lắm á, em dặn đi dặn lại 2 lần trong video rồi. Và anh Tiến cũng xin chân thành cảm ơn các anh em đã lựa chọn xem video của Smile trong hàng triệu video. Và xin phép hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nha. Bye bye!